Vua nước Kosala đã mời ta, nhưng ta lại lo cho Siddhartha. Thiếp thấy ngài có lo gì đâu. Nàng nói vậy là sao? Ngài để cho Siddhartha đứng qua diện có đúng không? Có gì sai chứ? Thú vui dục lạc vốn là chuyện thường của sắc đế lỵ mà. Nhưng mà ở độ tuổi của nó thì... Độ tuổi đó thì sao? Độ tuổi đó mà bỏ hết đi tu có được không? Trầm muốn khơi dậy tất cả những ham muốn trong Siddhartha mà một vị vua tương lai cần phải có. Quyết không để nó tự ý học kiểu kiềm chế buông bỏ được. Trầm muốn nó vuốt ve làn tóc người đẹp, tìm thú vui bên những cô gái. Được như vậy thì Trầm mới làm giống như vua Kosala được độ dương miệng cho con trai. À, hoàng hậu, nếu như thái tử xin đi đến hoa viện, nàng tuyệt đối không được từ chối đâu biết chưa? Hoàng hậu điện hạ, sao lại trớ trêu vậy chứ? Ta là một người mẹ mà lại phải đưa con mình tới những nơi xa đọa như vậy. Tông bệ hạ Suddhodana, vương quốc Kosala thích chào đón ngài. Ngài từ Kapila vai thu xa xôi đến thành Savatthi này, đi được vẫn tốt đẹp chứ? Rất tốt thưa ngài. Chúng ta chỉ cần rời quê nhà là đến chỗ của ngài thôi. Xin mời ngài bệ hạ. Đức vua Suddhodana gia đao! Mời bệ hạ vào chỗ ngồi. Dương huynh, như vậy là sao? Trong hàng vua chúa có ai hơn huynh? Đáng lẽ phải dành riêng ghế đặc biệt kia chứ. Đức vua Dadapani Yadav.
mời ngài vào trong vườn. Đại nhân, đây rõ ràng là điều sỉ nhục. Đại nhân, ngài biết rõ đứng đầu tộc Sakya chính là đức vua Suddhodana. Tất cả những vua chúa khác lẽ ra đều phải ở dưới chúng ta. Xin bệ hạ thứ tội, nhưng vua Dandaba này là bạn thân của vua nước Kosala. Chẳng lẽ chỉ vì tình bạn mà ngài sỉ nhục bệ hạ của chúng ta hay sao? Thôi đủ rồi, ta không thể ở đây lâu thêm được nữa. Bệ hạ xin hãy dừng chân. Bệ hạ, bạn của ta đã mạo phạm đến ngài, mời ngài ngồi vào vị trí của ta. Bởi vì ngài là bậc tôn quý trong hàng vua chúa. Nếu ông nghĩ được như vậy, sao lại còn mặt mũi đứng ở đây chứ hả? Xin thứ tội, bệ hạ Suddhodana. Xin mời ngài hãy ngồi vào đây. Ở một nơi thiếu sự tôn trọng, làm sao để dung thân hạ vua Dandapani? Bệ hạ Suddhodana, xin ngài tha thứ. Một chút mạo phạm đại thần của ta đã đưa tới hậu quả nghiêm trọng như vậy. Ngay từ bây giờ, ngươi đã bị bãi chức, rõ chưa? Bệ hạ, nếu ngài muốn, xin ngài hãy xử tội đại thần của ta ngay tại đây. Nhưng xin ngài hãy ban phước cho thái tử Ba Xê Na đi. Xin đừng từ chối, ngài là khách quý của nghi thức. Xin mời bệ hạ Suddhodana. Xin mời. Giảng tuế. Thưa Dương huynh, ngài sao vậy? Ta không sao Dương đệ. Bỗng dưng ta chỉ nghĩ đến lễ quán đảnh của Siddhartha. Thì ra là vậy. Đến lúc đội dương niệm cho Siddhartha, toàn Dương quốc sẽ được chứng kiến. Ngài xấu hổ gì chứ điện hạ? Nô tỳ đã làm việc này từ khi thái tử còn nhỏ mà. Ta có xấu hổ gì đâu, con gái thì mới thấy xấu hổ chứ. Tâu thái tử, mọi người đang chờ ngài ở bên ngoài. Nếu ngại ngùng là quyền lợi của phụ nữ, thì kiềm chế bản thân là lựa chọn của đàn ông, tâu thái tử. Đi thôi đại nhân, ta đã sẵn sàng rồi. Được thôi Dương tử, đợi thái tử Siddhartha đến chúng ta đi. Siddhartha hả?
Ngài tin ta đi, thái tử sẽ không đến đâu. Từ trước tới nay, thái tử không hứng thú với rượu ngon gái đẹp. Ngài biết đó, thái tử chỉ biết ngồi dưới gốc cây thổi sáo mà thôi, chứ chẳng biết hưởng thụ gì hết. Nhưng mà chúng ta đến đó để làm gì? Chúng ta không cần phải làm gì hết em trai. Những gì cần, các người đẹp họ sẽ làm hết. Họ sẽ làm gì? Làm gì hả? Họ sẽ rót rượu và mua vui. Lại còn à, Còn đại nhân à, chúng ta không thể chờ lâu thêm nữa đâu. Còn chờ chờ gì nữa, chúng ta mau đi thôi. Được rồi, quý nhân của chúng ta đã đến rồi kìa. Đi chứ. Ta có một thắc mắc. Coi kìa, lại nữa rồi. Chúng ta đi tới hoa viện để làm gì kia chứ? Ngài đã lớn rồi, cũng nên biết được sự đa dạng đa màu của cuộc sống này. Tuổi càng lớn, cơ thể và tình cảm cũng thay đổi. Nhận thức mọi mặt của cuộc sống là rất quan trọng. Sẽ cảm nhận được điều gì? Thì suốt đêm chàng hỏi nàng đáp thôi. Hưởng thụ sự quyến rũ huyền ảo, thể nghiệm ái tình, thỏa thích buông thả dục vọng. Có vài việc không thể giải thích được Siddhartha. Thời gian qua đi, con sẽ tự hiểu được. Con sẽ tự trải nghiệm sự phẫn nộ, đố kỵ, cám dỗ và tình cảm. Đồng thời thoát khỏi được chúng, trí tuệ mới hiển lộ. Được. Đi thôi đại nhân. Ta đang muốn biết thế nào là ảo tưởng, ái tình và dục vọng. Có chuyện gì hay sao? Lại có ý kiến nữa kìa. Đi thôi. Chúng ta đi. Các dương tử, hoa viện này đã trang trí thật mới thật đẹp để đón các vị tới đây. Hãy cùng thỏa thích vui chơi. Mời vào. Chào mừng các dương tử giá đáo. Xin mời. Làm gì vậy hả Mohini? Đại nhân đừng quá nóng giận chứ. Đây chỉ là nhắc nhở thôi mà. Nơi đây tuy là chốn vui chơi, các ngài có thể tới để tìm lửa. Lửa này không cháy người, nhưng nó sẽ nuốt người đó. Đây là cách dùng lưới tình bủa dây tâm trí. Các dương tử anh dũng không sợ thì hãy bước tới đi. Còn bằng không, xin hãy quay gót. Những lời của ngươi nói khiến ta thêm hiếu kỳ đó, thưa phu nhân. Ra về lúc này là điều không thể nào. Chào đón ngài. Xin chào đón ngài. Thank you.
Mọi thứ đã đúng như ta nghĩ. Chẳng phải người ta nói hoa sen mọc từ bùn mà không nhơ sao? Nhưng khi ở trong đó cũng khó mà tránh được lún vào đầm lầy. Cứ đợi mà xem, Siddhartha không thể rời được chốn ấy rồi. Thiếp nghĩ lần này thái tử Siddhartha của chúng ta đã sớm say đắm trong cõi dịu dàng mà không lối thoát rồi. Cũng giống như vậy. Thái tử điện hạ, em là Urimila. Xin cho phép em được hậu hạ ngài có được không? Ta nghĩ nên gọi nàng là thần Sarasvati. Ta thấy nữ thần Sarasvati thường cầm đàn Vina. Ta nghĩ ngoài nữ thần Sarasvati thì chỉ có nàng mới có thể đàn hay tới như vậy. Nhưng bây giờ em phải làm cách nào để ngài có thể vui được đây thưa thái tử? Nếu như nàng thật sự muốn làm cho ta vui lòng thì hãy hát những bài ca tụng đi. Xin thứ lỗi, em không biết gì về những bài ca tụng. Huống gì chỉ là bà La Môn mới có quyền sướng ngâm mà thôi, không phải những người như chúng em. Ai nói gì chứ? Vậy đà dành cho những ai tìm tòi học tập. Những điệu ca tụng là dành cho những người sướng ca, âm thanh vượt ra khỏi ranh giới của giai cấp bộ gia và học thức kia mà. Nhưng mà kỹ nữ, những thứ đó không dành cho kỹ nữ đâu thái tử. Tụi em chỉ học những nghệ thuật tình ái mà thôi. Tình ái là kinh dạy đà của tụi em, quyến rũ là những bài tụng, dục vọng là trái ngọt. Vậy được rồi, hát những bài hát đàn biết, ta sẽ nghe. Kanchan kaya kesan mo jab ho koi natmastak manni tab aalokit ho prem ka pavan deepak. Show.
cứ để ở đó cho ta. Phu quân à, chàng đang nhìn gì vậy? Nhìn những lối vào Kapilavatthu. Để làm gì? Ở đó có gì đặc biệt đâu. Đợi xem, Thái tử Siddhartha đang say khướt loạn choạng đi vào. Bệ hạ mới hiểu được, chính mình đã đẩy Siddhartha vào đường tội lỗi. Hoa diện la la, hoa diện la la quá là chốn tuyệt vời. Kanchani à, Kanchani, Kanchani còn đẹp hơn hoa nữa. Cứ như là cánh hoa vậy đó. Đi về đây ta. Ai, đánh ta đi, ta đi được mà. Ta là Devadatta. Hoa diện và Kanchani và Devadatta. Thái tử điện hạ. Của ngài đây. Lúc nào ngài sẽ đến đây nữa? Khi màn đêm xuống và lúc nỗi buồn đến. Vì sao đến đây chứ? Thầy Kondanya của ta có dạy rằng tâm thần không an cần phải tĩnh tâm. Nhưng mà đêm hôm qua, lời ca tiếng hát của nàng đã thay thế sự tĩnh tâm của ta rồi. Dòng hoa thưởng của em đâu? Dòng hoa à? Nên thưởng gì cho nàng ta? Ta sẽ gửi lại màn đêm ở chỗ này. Nàng hãy giữ cái này làm quà thử. Vương tử Aruruta đã thưởng cho em chiếc kim đeo tay. Thích vậy. Vương tử Mahanam tặng cho em sâu chuỗi hạt. Dương tử Devadatta để lại cho em con ngựa. Đến cả ngựa cũng quên mang về luôn. Nói nghe đi Urimila, Thái tử điện hạ tặng gì cho chị hả? Tình bạn của anh ấy và sự tôn trọng đối với nữ giới. Dương huynh, vì bọn họ cố ý làm nhục ngài ngay trong triều, không đơn giản là sơ suất của quan đại thần nào cả. Muôn tàu bệ hạ, theo thần nghĩ thì bọn họ làm như vậy là có ý khơi mào chiến tranh, mượn cớ tuyên chiến với chúng ta. Tất nhiên là bọn họ tự tin đánh bại chúng ta rồi tướng quân, nên mới dám tuyên chiến như vậy. Ta nói không sai chứ? Việc đánh bại bộ tộc Sakya là chuyện không đơn giản đâu thưa bệ hạ. Do vậy mà cố làm cho tộc Sakya chia rẽ, làm yếu lực lượng của tộc Sakya chúng ta, nên mới xếp Yudandamani ngồi ở vị trí quan trọng đó. Dương đệ, bất luận là lý do gì, chúng ta cũng đều phải cảnh giác. Nói về mặt quốc sự thì sau khi lên ngôi Pasenadi, chắc chắn muốn làm chuyển luân thánh dương đấy. Tướng quân, cần mau phái tất cả các thám tử thu thập tin tức khắp nơi cho ta. Không biết tại sao, nhưng ta có linh cảm Kapilavatthu sẽ đối mặt với một trận đại chiến. Vài ngày sau, Lasika, tối qua Siddhartha không ở trong tẩm cung phải không?
Tại sao ta đã phản đối chủ ý này rồi? Vậy mà bệ hạ không chịu nghe ta. Rồi hậu quả thế nào? Thái tử si để ta suốt ngày nơi phường đàn điếm, phân dân giữa việc làm quốc vương và buông bỏ. Ta thực sự không muốn thái tử đánh mất chính mình. Điện hạ, ngài xem dây bìm leo cây đằng kia kìa. Nhìn nó giống người con gái bị chìm giữa dòng tình ái, quấn quýt bên người họ thương yêu. Như vậy thì còn gì hạnh phúc bằng nữa. Điện hạ, gốc cây đằng kia nhìn giống như một người phụ nữ đẹp mặc áo sari xanh. Cô ấy nằm bên sông đợi chờ người mà cô ấy yêu thương nhất. Dù ở trong giấc mơ, cô ấy cũng không quên níu kéo người mình yêu. Điện hạ hãy xem kìa, cái nàng dịch thật là tài tình. Con mái ngẩng đầu đi trước, con trống theo sát đằng sau, trông như kẻ hầu hạ của nàng ấy vậy. Nhưng mà con trống cũng không hề cố ý, đó chỉ là cách thổ lộ tình yêu của nó thôi, vì nó không muốn mất đi tình yêu của mình mà. Khi ta cảm thấy lòng của mình bất an thì ta sẽ đến tìm nàng. Còn nếu như lòng của nàng bất an thì nàng sẽ đi đâu đi? Ta nghe nói gái phong trần thì không biết hổ thẹn. Khi đối diện với lại người yêu của mình, người con gái nào cũng sẽ má ửng hồng thôi. Nàng cũng có người thương mến hay sao? Đương nhiên. Nếu như không ngại thì cho ta gặp mặt được không? Thời cơ đến em sẽ giới thiệu. Nhưng ngài phải bảo đảm là không được nói với ai hết. Ta sẽ không nói. Nàng phải trả lời ta một việc được không? Ta còn giúp nàng nữa mà, Urimila. Thắc mắc của ngài không bao giờ hết, thưa điện hạ. Ngài hỏi đi. Ái tình là gì vậy, Urimila? Ái tình không thể hình dung, không thể cưỡng cầu, tự nhiên xuất hiện, chỉ dùng tâm cảm nhận. Đó là ái tình. Dù cách biệt chân trời, vẫn như đang ở gần bên. Khi người ấy đau, giống như chính mình đang đau. Ái tình không thể học mà biết, chỉ có thể cảm nhận. Không phải bằng xác thịt, mà bằng tâm hồn. Hãy nói ta nghe, cái gì dạt hơn nước hả? Tình cảm. Là tri thức. Urimila, ái tình đó có dạt hơn nước hay không? Phải. Muốn ngăn nó lại, nó sẽ tự tìm lối ra. Vậy còn tri thức? Nơi đâu có ái tình thì nơi đó không có tri thức. Có thể thấy được ái tình không, Urimila? Có.
trong đôi mắt. Câu trả lời trong đôi mắt quen. Thái tử điện hạ. Thái tử. Thái tử. Xông cửa vào. Anh Đê, tên sứ giả nước Kusala, dậy binh bắt hắn lại cho ta. Điện hạ, ngài vừa hỏi em khi mà em buồn em sẽ đi đâu. Em sẽ đi tìm anh ta, người yêu của em. Điện hạ ơi, xin ngài hãy cứu anh ấy. Xin hãy cứu anh ấy đi. Xin hãy cứu anh ấy đi điện hạ. Xin ngài khai ơn. Em bị ban đây tâu điện hạ, không có anh ấy em đau khổ không người nương tựa, xin tha mạng anh ấy tâu điện hạ. Chuyện này sao có thể được chứ? Anh ta là sứ giả của Kusala, còn nàng ở Kabila Vatu. Anh ta là thám tử, còn nàng... Xin điện hạ tha tội. Anh ta đúng là người Kusala, nhưng không phải là thám tử. Ai làm chứng cho nàng chứ? Không có ai thưa điện hạ, không có ai hết. Nhưng đây là sự thật. Vào năm trước, em cùng với các bạn của mình đang chơi đùa bên sông. Em chạy bên đi ra xa, bất gặp thủy tạo dưới chân. Trong lúc đang đứng trước cái chết thì có đôi tay lực lượng đã cứu lấy em. Chính ánh mắt ấy đã khiến tình yêu thức giấc. Trong ánh mắt đã trao lời thề ước, không ngại quốc độ hay tín ngưỡng hoặc là giai cấp, giữa hai người chỉ còn lại là tình yêu. Vừa thấy là yêu sao? Có thể yêu thương tới trọn đời được không? Đúng vậy tâu điện hạ. Lẽ nào anh ta không biết rằng một khi bị bắt thì sẽ bị ghép tội gián điệp? Tình yêu chân thành sẽ không có sợ hãi. Bằng không ông già sẽ không kẹt trong hoa sen, thiêu thân cũng không lao đầu vào lửa. Cứ cho là anh ta yêu nàng đi, nhưng mà tại sao lại lén tấn công ta chứ? Cũng bởi vì tình yêu thôi. Vì tình yêu sao? Một khi ngài đã yêu ai đó thật lòng, cái thuộc về mình sao có thể chia cho người khác được chứ? Ngài sẽ đố kỵ,
Lúc đó ngài sẽ sợ mất đi người mình yêu. Anh ấy nghĩ là em và ngài không trong sáng. Ta chỉ là bạn của nàng thôi kia mà. Nhưng làm sao anh ta biết được? Nên mới lén tấn công. Nàng thử nghĩ xem, ta làm sao có thể tin được lời nói này. Miệng lưỡi có thể nói dối, nhưng mà ánh mắt thì không thể nào lừa người được. Xin hãy nhìn vào mắt của em. Nếu như nó có chút lừa dối nào, xin cứ lấy mạng của em. Ngài có thể thấy được trong đôi mắt này chứa đầy tình yêu chân thành không? Hãy nói đi Điện Hạ. Xin ngài hãy nói đi. Nếu như lời của nàng nói là chân thật, Pandey cũng yêu nàng thật lòng, thì ta hứa rằng Pandey sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương nào.